Hello, chúng mình quay trở lại với trận đấu của Tùng và đến với những dự đoán đường trên của Sochimeng ở tại rank Hàn. Ngày hôm nay sẽ là một kèo đấu mới, kèo đấu giữa Darius cùng với Boy One Champ Rengar anh em nhá. Và Darius của Sochimeng ngày hôm nay sẽ mang theo Theodos để xử lý kèo cùng với Rengar và cùng xem là Theodos đi top xử lý với Rengar như thế nào nha. Let's go. Ok, Ngọc Thái tổ hợp đánh cùng kèo với Rengar khu đường trên với chinh phục đắc thắng huyền thoại tốc độ đánh trong trận cuối cùng, bảng phụ mang theo kiên cường cùng với giáp cốt. Có cái giáp cốt anh em nhá, đánh cùng với Rengar thì cần đến cái giáp cốt này để đánh ở level 1. Bảng dưới thì mang tốc độ đánh sát thương thêm và giáp, rất là cơ bản dành cho Darius thôi. Đây là một Boy One Champ Rengar cao thủ Hàn và có khoảng chừng 1 triệu mấy thông thạo gì đấy. Một lobby mà bạn thấy nó đang có tương đối nhiều cao thủ và bắt đầu xuất hiện đại cao thủ trong những lobby mà Sochimeng đánh. Sochimeng lúc này thì sau 5 ngày đã lên được cao thủ khoảng chừng hơn 200 điểm. Đợt này thì Sochimeng đánh không nhiều. Đây là một Rengar One Champ 1 triệu 6 thông thạo ha. Đợt này Sochimeng đánh mỗi ngày có một cử buổi trưa thôi. Buổi tối thì không chai hạt nữa. Cái arc nó carry ăn cái arc mà bị ban rồi á thì là cái arc mà Sochimeng đánh một ngày hai cử cơ. Thậm chí là đánh một ngày mà stream xong giấc trưa xong rồi chiều vẫn đánh tiếp mà không stream. Sau đó tối lại stream thêm một giấc nữa. Còn cái account này thì Sochimeng đánh ít hơn rất là nhiều. Nhưng mà chỉ đánh buổi trưa thôi. Khởi đầu là kiếm Doran cùng với một bình máu. Nếu như đánh một tốc hành thì sợ là không win thắng được con Rengar cấp độ 1 đâu các bạn. Rengar cấp 1 nó mang Theodos nó có rất là nhiều sát thương nha anh em nhé. Di chuyển kiếm con Rengar chơi luôn này anh em này, cấp 1 Darius nâng W có thể lấy được 5 stack vào đường giữa. Ôi giời. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Mid nằm xuống một quả mất flash thế này thì không biết là boss sẽ chơi kiểu gì đây. Boss Kai'Sa chiến công đầu anh em ạ, Rengar cũng có một điểm hỗ trợ với một lượng kinh nghiệm nho nhỏ để lên hai sớm hơn. Với tình huống Rengar lộ khu đường giữa thì Sochimeng đã chiếm được bụi cỏ thứ nhất ở khu đường trên của phần sân bên phía team 1. Và sẵn sàng một pha va chạm ở cấp độ 1 luôn. Nhưng mà cần phải xử lý thật là tốt. Và để xem là Sochimeng sẽ quyết định làm gì đây. Cắm mắt. Cắm mắt rất sớm đến từ Sochimeng. Không biết là con mắt này có giá trị như thế nào đấy. Chắc là con mắt này để lấy tầm nhìn trong lúc mà con Rengar nó chạy tới chạy lui mấy cái bụi cỏ các bạn. Con Rengar nó nhảy tới nhảy lui những cái bụi cỏ thì mình có thể bị mất tầm nhìn. Đây, đánh tay W luôn chăng? Đánh tay W, đối phương có giáp cốt, sao cho cũng có giáp cốt, đánh tay được thêm một đòn. Ping mắt. Và sau đó tiếp tục dẫn lên. Đánh tay W thiêu đốt luôn đến từ sao cho mừng, đối phương tiếp tục nhảy. Và sau đó thì sao? Đó là một tình huống Rengar mất máu cực nhiều rồi. Nhấp nhả liên tục xem đối phương có nhảy ngược trở lại hay không. Đánh tay W, W vẫn dính đến từ sao cho mừng và đó là một tình huống. Con Rengar này đánh giữ stack rất là ghê nha. Con Rengar này đầu tiên các bạn để ý ở level 1 này. Nó chỉ để Sochimeng lấy 3 stack sau đó giật về thôi. Sau đó nó chờ hết stack nội tại nó quay lại đánh tiếp. Sochimeng có định lên giữ 5 stack nhưng mà đối phương hết stack nội tại rồi. Tiếp tục đánh tay W ha, Theodos đẩy thẳng đến từ Sochimeng và đối phương thả diều bằng tình huống nhảy vào con lính và chờ hồi quy. Và sau đó thì Sochimeng nhấp nhả liên tục, đánh tay W vẫn dính này. Đối phương dồn sát thương với cú quy cùng với Theodos là cực kỳ đau. Và Sochimeng sống sót với bao nhiêu máu đây? Tốc biến. Đánh tay với 5 máu còn lại. Chỉ 5 máu còn lại mà thôi. Và bấm bình cực kỳ sớm đi thật sao cho mông. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không bấm bình kịp trong pha vừa rồi, bấm bình trễ tầm 1 giây có thể chết luôn rồi. Quyết định di chuyển ra hết kinh nghiệm đến từ sao cho mông chứ không thể ở lại cái quầy này nữa. Cái quầy này ở lại là không có máu đi đường đâu anh em ạ. Bắt buộc phải về thôi. Một mạng solo kill cho sao cho mông và về nhà với 350. Thì quyết định là đầu tư một cái giáp lụa cùng một bình máu. Chỉ là một bình máu mà thôi, không quyết định mua bình thứ hai. Rengar cũng đã xử lý câu giờ rất là hay đấy nha. Nếu mà đánh Odin trực diện để 5 stack thì chắc chắn là thua rồi. Mid ổn không lên mid ơi. Nếu mà Odin nó cấp 1 với 5 stack thì con Darius này nó làm bố Rengar luôn. Nhưng mà Rengar nó không để 5 stack. Nó thả diều và nó deny stack rất là tốt. Đứng giữa lại hỏng rồi, mid lại lủng rồi. Chết một mạng đầu mất flash sau đó thì bị đối phương solo kill rồi. Đây là cái turn phải nhịn, nó sẽ là một turn lính khá là to của Rengar đẩy vào. Rồi farm ha.
Không được, không được, cái quên này tôi phải farm ấy, ông ơi. Không 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 nha, không ganh nha, không ganh nha, hơi khó nha, tôi không có gì để hỗ trợ đâu nhá. Tôi vẫn level 2 mà thôi. Lách Bola và sau đó thì farm an toàn dưới trụ thôi. Thả đó bên này Với một cũng quay có được. xe như vậy, Rengar có thể sẽ về nhà để lấy trang bị. Và đó sẽ là thời điểm mà Karthus vẫn có thể ra cua trên. Lính dưới trụ đợt này thì bị trượt tầm 3-4 con rồi. Đó, lát hit ha, tập trung lát hit đã anh em ơi. Rengar thì chắc là về để lấy Rengar trang bị rồi. Với tân lính này thì cũng hơi khó để băng trụ. Băng trụ thì Rengar sẽ có những cái W outplay rất là khó chịu. Tân này thì chắc Rengar lại nhịn sao cho mừng thôi. Tân trước sao cho mừng nhịn thì đến tân này đối phương cũng sẽ nhịn. Đường giữa lại gãy rồi. Mid, mid lục cực mạnh rồi anh em ơi. Rồi té 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 thôi. Băng trụ không nổi. Băng trụ mà con Rengar đứt hai lượt là hết giết rồi anh em. Họ đi vắng gì ạ? Không biết đối phương có tầm nhìn hay chưa, nhưng mà đối phương quăng Bola đúng cái thời điểm mà chuẩn bị bấm B về của Sojourner, và Sojourner bắt buộc phải là người che cái Bola để cho Karthus về nó farm rừng dưới. Sojourner vẫn về với 800, giày 2 luôn nhở? Ok. Đóng sớm một cái giày thép gai đấy các bạn. Top rừng đối phương đều là Sát sát thương vật lô lý, hơi thậm phí chí là nha. cánh trên đối phương hoặc là cái lobby này là lobby với phía team một toàn là sát thương vật lý anh em ạ. Vì Kai'Sa thời điểm này thì nó thường xuyên lên một cái kiếm âm u trước. Ngay đầu trận đối phương toàn sát thương vật lý thôi. Lên một cái giày giáp như này rất là lợi. Rồi, mid lại có vẻ là gãy gãy rồi. Rồi ôi, mid. Mid không được chơi điện tử rồi anh em ơi. Rồi, tân này Rengar lại reset lại về ha. Đánh này một hồi thì cả hai sẽ lên 6 mà sẽ không có thêm mạng nữa đâu. Cái tương tác quay trên top là như vậy. Đến thời điểm này thì cứ bên này đẩy xong là bên kia đẩy tiếp. Bên nào đẩy xong thì bên đấy về mua trang bị ha. Tân này thì xử lý dưới trụ khá là tốt đến từ Sojourner, và lúc này cả hai đều đang farm ngang nhau. Đối phương có một điểm hỗ trợ, còn Sojourner thì có một điểm solo kill. Thôi chờ rừng farm lên 6 đã. Karthus thì cũng là một rừng power farm và cần level 6 để Karthus có thể dễ tác động tới ván đấu hơn. Đứng giữa lúc này thua 2 level Điều chỉ cực đạt sao khó nhỉ? rồi. Thật giả rồi. 0-4 giây và cực kỳ khó chơi với một Irelia. Ở khu đường trên thì đây lại là thời điểm mà con Rengar nhịn Sojourner. Quyết định của Sojourner là deny kinh nghiệm có level 6. Một pha núp lùm khuất sai để tạo đột biến ở level 6 đến từ Sojourner, nhưng mà rõ ràng là đối phương cũng không có lý do gì để PK cái wave này cả. Một cái lính mà đối phương. Ôi rồi ôi cái mid. Cái mid 6 phút fit 5 xác rồi anh em ơi. Quy rìa tốt của Sojourner nhưng đối phương đứt hai lượt để hồi máu. Và Sojourner đang có dấu hiệu muốn đẩy vội cái tân lính đường trên Tân lính đã để giảm thường lắm, vừa đi reset, cấp và sau 3 đó thì di rồi, chuyển với một big wave rồi. thì肯定有 4星 W Tôi rồi. không biết là có dám ăn khiên trụ hay không Tân với cái lính tân vẫn lính là này. cái Yuetha. Ta sẽ Quyết đi định lên. không đẩy Q dọn ba con này mà đánh tay thôi ha. Giữ Q lại để áp lực con Rengar phía bên kia, đối phương level 6 rồi. Sojourner cũng không thể nào di chuyển vào để đánh tay ăn khiên trụ được. Vì như thế Rengar nó trả sát thương rất là đau. Không làm được gì cả. Một kèo mà đối phương cũng đã chấp nhận farm hòa rồi. Karthus vẫn đang ở khu vực rừng cánh dưới, và lúc này thì Karthus Đấy. vẫn đang ở cấp độ 5 mà thôi. Khu đường dưới đối phương đang mất dạng và không biết là đối phương có đang ăn rồng hay không. Rengar liên tục có những pha Bola từ xa để có thể ăn lính kéo E đánh tay. Đánh tay W, Q rìa, thêm đó đánh tay nữa. 5 stack rồi. Tiếp tục đi bộ vào, thiêu đốt R nhưng sát thương là không đủ đến từ Sojourner. Big Crank lên khu vực đường trên, W giữ 5 stack nhưng Q rìa của Sojourner thì bị đấm móc hất tung không flash được. Và sau đó dính đại địa chấn flash đi đến từ Sojourner với một máu. Sau đó thì 5 stack vẫn còn, Q rìa giữ 5 stack tốt nhưng mà Zavan đang nhấp nhả câu giờ cho kỳ kích hồi lại. W vẫn giữ được 5 stack tới từ Sojourner nhưng dính Đào khúc đó. cầu hồn gỡ mạng được hay không? Zavan lên 7 và Zavan không chết trong tình huống này, nhưng mà Irelia đang cực yếu. Cú kéo đến từ Bigcrank trúng và Alistar cũng đang bị CC liên tục. Alistar hất được Irelia về, dây ăn được mạng hay không? Dây bắn cầu sấm ăn được mạng gục, nhưng sau đó thì Rengar nhảy vào lấy mạng của Alistar. Thiêu đốt đẩy Q vào thôi, dây có cho mình đôi mạng hạ gục. Karthus vòng ra phía sau nhưng có ai ở đây hay không?
nhưng không còn ai ở đây cả. Không có bất kỳ một điểm hỗ trợ nào dành cho Sao Cho Mông cả. Quá đen. Nếu như chỉ là hai người Big Crank cùng với con Rengar, tôi nghĩ là không có vấn đề gì đối với Sao Cho Mông cả. Nhưng có thêm con Zavan tại địa chấn nữa. Cái top mạnh nhất là cái top 3 người. Và khúc cô hồn đến hơi trễ trong pha vừa rồi. Sao Cho Mông đã giữ 5 stack cực kỳ lâu và cá thớt không ăn được sứ giả rồi. Một pha giữ 5 stack siêu lâu luôn các bạn. Đó là tình huống giữ xe to lại cho Alistar ha. Bot có solo kill cho Saiya nhưng không biết là còn sống nổi sau tình huống solo kill này hay không. Oh, double kill dành cho Saiya rồi. Big Crank ramming lên cánh trên, sau đó về lại đường dưới bị Saiya đấm hạ và... Đây là tình huống có thể mất rồng nhưng sẽ có được sứ giả cánh trên rồi nhờ team Sao Cho Mông mà thôi. Rengar cũng đã có mạng cho tình huống trước đó. Lúc này thì không chiêu cuối, không tốc biến, không thiêu đốt. Quyết định farm an toàn đến từ Sao Cho Mông và tên lính này thì có thể khiến Rengar bị mất khiên trụ 175 tiền nha. Rengar với tình huống Zavan ăn rồng cánh dưới, Carthus đang ăn sứ giả cánh trên thì đã quyết định là buông bỏ 175 tiền để rút lui an toàn rồi. Hiện tại thì chỉ số farm của Sao Cho Mông vẫn là tốt hơn so với Rengar bên phía bên kia. Đường giữa có một pha quay bắt đến từ bộ 3 của team Sao Cho Mông nhắm tới một Irelia. Có Big Crank xuất hiện nhưng mà Irelia nằm xuống rồi. Gỡ gạc cực kỳ nhiều rồi. Từ nãy giờ team Sao Cho Mông đã phần nào đó comeback rồi. Bot cũng có hai mạng cho Saiya. Zay cũng đã bắt đầu trở lại ván đấu với hai mạng có được và Carthus cũng bắt đầu có mạng. Mặc dù phía bên kia thì vẫn đang là một cặp mid rừng khá khỏe với Zavan 3 mạng và Irelia 4 mạng. Trở lại kèo top thì lúc này Sao Cho Mông sắp có lại thiêu đốt rồi, chiêu cuối sẵn sàng rồi. Tôi nghĩ Rengar sẽ không phải là một con tướng quá đáng ngại tại thời điểm này. Thì căn bản solo 1-1 thì Rengar nó không xài chiêu cuối để đánh quá mạnh. Theo dạng all-in giống như đấu sĩ như là Darius. Một pha cố gắng lao lên để che Bola đối phương rồi. Ok, che Bola và khiến đối phương mất xe to rồi. Và Rengar với cái tân lính này thì đối phương sẽ đẩy vào và đang có một tình huống giật về đến từ Sao Cho Mông khá thính cho tình huống này. Đây là một pha giật về, trước đó là một pha PK, thậm chí đã chặn cả Bola để deny xe. Nhưng ngay lập tức là một pha giật về khi biết rằng đang có các thành viên bên phía của team 1 kéo lên. Để xem là Way đẩy cao như thế này, Rengar có dám đẩy lên tiếp hay không? Vì rõ ràng là nhảy lên mà bị Sao Cho Mông kéo e lại là rất dễ bị 5 stack vào mồm. Mà 5 stack không chết thì cũng ngắp ngoài giống như tình huống trước đó, các bạn thấy là bị đẩy R với thiêu đốt 5 stack. Chịu không nổi. Bắt buộc phải là Big Crank cùng với Zavan lên. Một pha di chuyển vòng ra tấn công vị trí của Rengar tới từ Sao Cho Mông, nhưng mà Rengar có Bola hung tợn để rút lui. Cánh dưới có đang có đánh nhau to rồi. Rengar tiếp tục đứng từ xa để quăng Bola ăn lính rồi. Cá thớt lên bảng nhưng gồng được khúc cầu hồn có bao nhiêu đam đây. Rengar đứt hai lượt hồi máu lại và đứng dưới có mạng gỡ gạc dành cho team Sao Cho Mông với mạng hàng gục dành cho Saiya. Saiya cũng ngon rồi anh em ơi. Tiếp tục có định deny xe to tới từ Sao Cho Mông và không cho đối phương thậm chí là hết kinh nghiệm của xe vừa rồi. Khi mà đã đánh cùng với một người chơi mà đã xác định là đánh hòa các bạn, để solo kill đối phương cực khó luôn. Ví dụ như con Rengar ván này nó xác định là thua kèo rồi, nó không đánh hơn thua theo kiểu là 1-1 được nữa. Thì nó farm hòa từ xa với những tình huống quăng e thôi. Thì bắt buộc phải đi đối phương theo kiểu là không cho mày hít kinh nghiệm con xe to, không cho mày ăn xe to. Những way nào mà đối phương đẩy cao ở trạng thái thua đường thì mình sẽ đóng băng lính, mình áp lực không cho đối phương farm. Còn solo đối phương thì rõ ràng ở tầm đẳng cấp như thế này thì người ta cũng biết chơi hết rồi. Không có dễ để người ta ra solo 5-7 mạng giống như là rank thấp nữa. Đường dưới có đang có đánh nhau và đó là cú dịch chuyển đến từ dây xuống khung đường dưới. Có mạng cho Saiya, xạ thủ tiếp cho Mông ván này đánh hay quá rồi. Một ván đấu mà ít nhất là bot đã không đến mức quá báo team. Và thậm chí Saiya có thể sẽ trở thành một nguồn sát thương gánh team tuyến sau ở giai đoạn mid game.
Đây là tình huống đánh cánh yếu đến từ Sao Trâm không? Đồng đội đang đánh ở cánh dưới rồi. Và Rengar với áp lực từ rừng thì đang nhảy lên tấn công liên tục. Nó giật về farm an toàn ha. Đi nãy giờ là đi cũng tầm 30 CS rồi đấy anh em ạ. Đứng dưới thì ca thớt lên bảng nhưng đổi được một mạng với Big Crank phía bên kia. Vì dừng đối phương lộ, ôi dừng đối phương triple kill à. Ê, mid rồi, mid rồi, mid rồi, coi chừng mid rồi, con Rengar nhảy ra như mid rồi. Dây thậm chí là dùng lôi phạt để cấu rỉa luôn ạ. Cánh dưới nằm xuống 3 người với một cú triple kill dành cho Zavan. Mid solo 1v1 nhưng không có lôi phạt, dính lưỡi kiếm tiên phong. Dính đâm quy 2 lượt. Mid này không ổn rồi anh em, mid này đầu trận fit 0-5 xong rồi ăn được 2 mạng xong lại bị shutdown rồi. Toàn nuôi quái vật thôi. Về nhà với búa gì sát thần ha. Các bạn để ý một chút là cái hướng lên trang bị của Sao Trâm ván này cũng có đôi chút sự khác biệt. Với một cái búa rìu. Một trang bị đặt nặng tính solo 1-1. Bởi vì ván này thực ra là có hai con tướng đường cánh là Rengar cùng với Aurelia là hai con đấu sĩ. Có rất là nhiều máu. Thì búa rìu lại là trang bị solo mạnh bậc nhất trong kèo 1-1 rồi. Chỉ là xử lý teamfight khi đã không có thiêu đốt, không có trùy phản kích, à nhầm không có tốc hành. Cầm bằng thiêu đốt rồi. Mà đánh bằng búa rìu nữa thì đây là một ván đấu mà Sao Trâm đặt rất nặng tính ăn thua 1-1 với đường trên đối phương và cả đường giữa đối phương nữa ở cánh đầy lẻ. Giao tranh diễn ra và Carthus đổi mạng với Zavan, khúc cầu hồn vang lên nhưng mà Rengar đứt hồi máu lại cực nhiều. Băng trụ không cấp độ 11 rồi kéo E đánh tay W Quy gì à. Đánh tay và đó là một pha flash lên dập R 4 stack mà thôi. Đứt hồi máu cực nhiều nhưng vẫn có solo kill cho Sao Trâm. Đó là sự khác biệt của búa rìu sát thần cùng với một Darius cấp độ 11 các bạn nhé. Một pha dồn sát thương mà rõ ràng là Rengar đã không thể chống chịu nổi lượng sát thương này. Kéo E đánh tay W Quy gì là 3 stack rồi. Đánh tay với stack thứ 4. Và Rengar bỏ cả xe flash chạy bật cả R lên. Flash lên dập R với 4 stack mà thôi. Để lấy stack thứ 5. Và đó là 550 sát thương chuẩn. Cùng với thiêu đốt. Đối phương nhảy ngược trở lại để tích hung tợn và đứt hồi máu lại. Nhưng vẫn chết cả mà thôi. Ok chưa? Đánh đến thời điểm mà Sao Trâm đã băng trụ để giết con Rengar với mà hạ gục solo kill như thế này thì sẽ là một tình huống đẩy vào để ăn trụ đường trên đến từ Sao Trâm. Rừng đối phương cũng đã đổi mạng với rừng của mình ở khu đường giữa rồi. Hai thành viên trên bảng đếm số và ba thành viên khu đường giữa không có áp lực nào dành cho Sao Trâm cả. Nên là máu yếu nhưng vẫn ở lại ăn trụ top ha. Thậm chí cái trụ mà Sao Trâm vừa ăn là trụ một toàn bản đồ đúng không? Hay là trụ một đơn toàn bản đồ đứng giữa rồi nhỉ? À, mất 400 các bạn ơi. Mất 400 tiền rồi. Có rồng dành cho Saiya nhưng mất trụ đường giữa của dây. Về nhà đóng cho mình. Ui. Một cái giáp cay ngục luôn rồi. Xác định là ván này đối phương có cực nhiều sát thương vật lý nên là chắc là Sao Trâm sẽ build nhiều giáp. Build rất nhiều giáp. Irelia rồi Zavan, Rengar rồi Kai'Sa nữa. Tất nhiên là con Kai'Sa này vẫn có sát thương phép nhá. Kai'Sa này nó vẫn sẽ lên Nanna Shaw. Ổn không bro? Mid hơi lủng rồi anh em ơi. Mất sứ giả cánh trên luôn rồi. Không kịp ra sứ giả rồi. Carthus sẽ là người về đón Way Mid. Còn trong khi đó thì Sao Trâm sẽ phải ôm trụ trong pha này mà thôi. Một pha ôm trụ không có spell. Vấn đề của ván đấu này thì nó sẽ rất nhiều cho Sao Trâm đấy nha, bởi vì đặt nặng tính đi đường thì vào teamfight sẽ yếu thôi. Vừa là một cái búa rìu sát thần, vừa là một cái thiêu đốt. Không có trùy phản kích để gia tăng tốc độ di chuyển. Trong giao tranh không có tốc hành để xử lý giao tranh giống như những giao án trước đấy mình làm. Về đi đường đã thành công rồi đó. Đi đường thành công trong việc solo đường trên đối phương 2 lần. Ăn được trụ top. Và hỗ trợ đồng đội rất là đắc lực trong tình huống lấy lợi thế lại dành cho con dây. Nhưng mà sau đó thì dây quăng hết lợi thế đi rồi. Ít nhất là dây còn có mạng để mà chơi game tiếp. Chứ nếu như không có những cái mạng như trước đấy thì chắc là ván này không có tác dụng gì luôn. Tiếp tục nằm xuống đến từ vị trí của Zay. Như chạy KPI rồi. Thấy Zay có vẻ lùng lùng, sau đó Sao Trâm quyết định
Mua thẳng Thanh Quốc Chim luôn ạ. Phan này đang tính kêu là chờ tôi nhưng mà không không biết chat tiếng Anh là gì, tiếng Hàn là gì cả. Đồng đội thì với tình huống nằm xuống đấy thì dây mất luôn trụ đường dưới với pha sứ giả. Pha này thì quyết định giải quyết sứ giả đến từ Sochemeng nhưng mà đối phương đang di chuyển lên với một con Irelia bắt choáng thành công. Đẩy luôn chiêu cuối đánh tay W, đó là 2 stack rồi. Kéo EQ 3 stack thành công, 4 stack. Miss click hơi nhiều. Có 5 stack cho Sochemeng, một chiêu cuối với 800 sát thương chuẩn và Sochemeng solo kill Irelia. Đồng đội giao tranh và sau đó có mạng của Javan luôn rồi. Ủa. Sau đó thì Brick Rank tốc biến né combo của Alista. Một quả miss click hơi nhiều của Sochemeng nha. Vì cái búa rìu này nó là trang bị không có cộng tốc độ đánh các bạn ơi. Tốc độ đánh của nó sẽ cực kỳ thấp so với cái chỉ phản kích hay là tam hợp kiếm. Nó khiến Sochemeng bị miss đánh tay khá là nhiều trong pha solo cùng với Irelia. Nhưng kể cả miss đánh tay như vậy, khi lấy được 5 stack thì chiêu cuối 800 sát thương chuẩn vẫn đủ sát thương để lấy mạng của đứng giữa đối phương. Và đồng đội cũng đã gỡ mạng của Javan rất là tốt nữa. Oh. Gỡ game các bạn ơi. Trước đấy thì Zai nằm xuống mất trụ một đường dưới nhưng Sochemeng đã cùng với đồng đội giao tranh thắng và gỡ được mạng. Tuy nhiên thì không cản được sứ giả hook vào trụ 2. Quyết định lên một cái giáp canh ngục để đó thôi. Sau đó thì hướng tới những mảnh thành phần của trang bị Sojin. Vẫn đang là một ván đấu farm rất tốt của Sochemeng với tranh farm là khoảng chừng 40 so với Rengar phía bên kia. Tuy nhiên ở cánh này lẻ thì lúc này Zai đánh không lại bất kỳ một ai. Tôi không biết là tầm này thì Zai solo cùng với Rengar thì ai thắng ai thua nhưng có vẻ là Zai sẽ không dám để quá cao. Zai để cao bị Javan gank thì nhiều khi Javan sẽ solo kill luôn chứ không cần phải hỗ trợ đến từ Rengar hay là Irelia nữa. Pha này thì không biết là sao Sochemeng sẽ làm gì, tiếp tục đẩy hay là lên khu cánh trên đây. Bởi vì Baron cũng sắp ra rồi anh em ạ. Không chắc được đối phương có dám ăn Baron hay không nhưng mà rồng cũng sắp ra luôn rồi. Solo cùng với Irelia hay không? Cấp độ 13 của Sochemeng. Đây là một Irelia 4 stack anh em nhé. Đứng cam sẵn và có Rengar di chuyển. Quyết định tấn công Rengar đến từ Sochemeng, kéo E đánh tay. Quy rìa đánh tay và sau đó thì là một pha bò hút nghiền nát tốt. W đó là 4 stack nội tại, 5 stack nội tại dập chiêu cuối 800 sát thương chuẩn. Và sau đó thực hiện một cú quy rìa để thiêu đốt cùng với 5 stack đốt chết. Irelia đã TP ra mid thì phải và đó là tình huống mà team Sochemeng cũng đã nằm xuống 3 người. Khúc cầu hồn vang lên để hỗ trợ sát thương cho Sochemeng cùng với Alista. Một đối phương rút lui với một tình huống giữ vị trí khá khó chịu. Như vậy tình huống giao tranh ở khu đứng giữa diễn ra theo kịch bản hơi tệ một chút. Là team Sochemeng mất nhiều người hơn. Mất 3 người, mất 2 carry, mất jungle. Gỡ được 2 mạng của Big Crank cùng với Irelia. Sochemeng cùng với Alista cũng đã bắt lẻ thành công con Rengar đang di chuyển ở khu sông dưới. Có luôn trụ đứng giữa với sát thương cực nhiều của một Darius. Có búa rìu sát thần lên trụ. Gây top này thì hơi khó chịu rồi nha. Gây top này dây không có TP. Saya lên đón thì rồng sẽ không có góc để di chuyển ra đến từ Sochemeng hay là Alista. Có lẽ sẽ phải cân nhắc việc bỏ rồng với một gây top như vậy. Tầm này ra rồng đối phương cam sẵn ở đấy rồi. Nhưng mà đây tình huống Javan đi đâu thế này. Javan không xuống ăn rồng mà Javan ở lại. Javan thậm chí là solo kill vị trí của Saya. Rồi, vừa mất rồng vừa mất AD và thế trận vẫn đang là cực kỳ khó nha. Bị đối phương xoay trong chóng rồi, không có TP nên là nãy giờ các bạn thấy là Sochemeng cũng phải di chuyển rất là nhiều và phải đọc xem là phải di chuyển đi đâu, làm gì. Pha đánh chặn khu đường dưới thì không bắt được Irelia bởi vì solo 1-1 thì mình nghĩ là không ngại nhưng mà để đối phương 4 stack đánh ngang cơ thì cũng chưa biết ai ăn ai. Phải là tình huống đứng núp bụi để đánh trước, để lấy 2 stack trước bằng đánh tay W kìa. Hoặc là quy gì trước sau đó đánh tay W để lấy 3 stack. Nhưng mà Irelia hình như nó TP ra mid và nó giao tranh một quả khiến cho team Sochemeng nằm xuống khá là nhiều người. Họ chấp nhận mất rồng thôi anh em ơi, chứ mất Baron là được. Và xử lý teamfight với Darius không có tốc hành cũng sẽ là một khó khăn lớn. Về lấy Sojin.
coi chừng nha. À da, đi cắm mắt và sau đó bị bắt lẻ. Đó là một pha đại địa chấn hai người tới từ Javan. Ca thớt đồng hồ câu thêm thời gian và đó là cú TP được dùng đến từ Zay. Javan mới là người bị bắt lẻ cho tình huống này và sau đó thì cùng nhau về mà thôi. Rengar kích hoạt chiêu cuối nhưng có dám nhảy vào hay không? Rengar không dám vào rồi. Baron không, bắt lẻ thành công dừng đối phương, quyết định khởi động Baron. Sao cho mình có tốc biến nha. Có tốc biến nhưng không có thiêu đốt và tất nhiên là không có tốc hành ở đâu ra cả. Big Rank cắm mắt vào Alistar combo Big Rank và Sao cho mừng đánh ngược trở ra hay không? Chiêu cuối còn đến từ Sao cho mừng. Quyết định giải quyết Baron, Alistar tốc biến vào, Rengar bị kéo đánh tay W. Rengar flash đi, quy diệt trưởng của Sao cho mừng. Baron yếu, Baron. Cái gì đây? E thành công và gỡ được mạng đến từ Sao cho mừng nhưng mà mid đối phương ăn Baron là như thế nào? Irelia đâm quy và đánh tay ăn Baron anh em à. Không để ý rằng rừng mình không có trừng phạt rồi anh em ơi. Nếu như pha này mà có được Baron với hai mạng, bỏ mạng ca thớt cũng được. Quá lời luôn á. Tuy nhiên đổi mạng lời với pha bắt lẻ được Javan, bắt thêm được cặp đôi AD và mid đối phương thì chết rừng và mất luôn Baron vào tay đứng giữa đối phương ạ. À, cố gắng lấy cấp độ 16 ha. Lúc này đang là cấp độ 14, gần cấp độ 15 rồi. Đối phương là cầm Baron đẩy lẻ ở khu đứng trên tới từ Rengar. Ở tại phiên bản 13.19 này thì cái khiên băng Roundin nó được giảm tiền đi tương đối đáng kể đấy anh em nhé. Nhớ không nhầm, nó được giảm tới 300 tiền cơ. Từ 3k xuống 2k7 thì phải. Nó đợt búp sức mạnh dành cho khiên băng Roundin. Giúp cho những chống chịu bây giờ dễ chơi hơn một chút. Ngưỡng sức mạnh đến sớm hơn nữa. Ván này thì đối phương cũng không có nhiều sát thương chí mạng anh em ạ. Nhưng mà khiên băng Roundin thì nó vẫn cộng rất nhiều chỉ số ngon và cái kích hoạt của nó vẫn hữu dụng dành cho một Darius đang không có tốc hành như thế này. Giao tranh nhỏ vừa diễn ra nhưng không ai phải lên bả. Pha này thì đối phương đang cầm Baron đẩy khá khó chịu ở cả hai đường cánh và Waybot nó cực kỳ xấu rồi. Không có TP để đi đẩy lẻ đến Sao cho mừng, phải đi chung như thế này thì có lẽ Zay sẽ là người cần phải được cắt cử để đi đẩy lẻ. Quyết định đẩy thẳng vào khu đường giữa đối phương, tuy nhiên thì không có lý do gì để tấn công trụ 2 cả, không có lính. Quay cánh cũng là tương đối xấu. Nhưng mà team đối phương có khả năng ép giao tranh rất là nhanh bởi vì có Javan, có Big Rank. Là Sao cho mừng chỉ cần di chuyển ra cánh một nhịp mà đồng đội bị mở nhanh một cái thôi là không biết cover bằng cái gì luôn anh em ạ. À, đồng đội nếu như đã không có mục tiêu như thế này thì đánh chậm lại cho Sao cho mừng farm với. Những pha di chuyển như thế này là những pha di chuyển mà Sao cho mừng mất rất là nhiều nhịp farm. Vì không có TP anh em ơi. Bị mất farm cực nhiều luôn á. Bỏ biết bao nhiêu quay cánh để di chuyển hỗ trợ đồng đội. Bởi vì cứ sợ là đang đẩy lẻ thì đồng đội bị bắt ở đâu đó, mình không có gì cover. Bởi vì đối phương thấy Sao cho mở đường cánh thì đối phương cũng sẽ có những cái lý do để mở nhanh thôi. Thôi đi chuyển xuống rồng ha, quay top tạm ổn rồi đó. Quay top để nó như thế rồi cho nó đẩy chậm đi. Đối phương xin con xe to là gì căng bro. Đối phương đang để Irelia cầm TP đẩy top và sau đó thì Zay lúc này cũng không dám đẩy quá cao với con Rengar nữa. Kai'Sa có nành na so nó đứt liên tục ạ. Trời đau mấy bro. Ôi dồi ôi, Kai'Sa bắn đứt chúng 4-5 phát liên tục rồi đấy. Lách đi mấy bro. Ôi em Kai'Sa này có một cái nành na so mà nó đứt thốn thế. Quyết định start rồng đến từ Sao cho mừng. Nhưng là tình huống Javan có thể kịch kích xuống được. Big Rank kéo trượt lấy 5 sách đấy hay không? Đánh tay W quy gì như đối phương flash chạy rồi. Quyết định quay ngược trở lại hỗ trợ đồng đội và tấn công Irelia. Đối phương flash đi. Bổ R nhưng mà thiếu sát thương rồi. Sao cho mừng yếu nhưng đó là pha khúc cầu hồn. E không kịp quy. Và đó là một pha mà Sao cho mừng quyết định đánh tuyến sau. Đánh ở tình huống cover tuyến sau. Quét sạch cho team Sao cho mừng rồi. Ok ok ok. Thay vì vào để dứt điểm con Big Rank này với tình huống nó tự biến đi á. Bởi vì pha tranh này không có tốc hành nữa, bạn thấy là xử lý cực kỳ khó luôn. Nếu như pha này có tốc hành, bật tốc hành lên êm con Big Rank vừa mất flash này lấy làm sắc dễ lắm.
nhưng không có tốc hành. Bây giờ flash lên lấy mạng con Big Rank thì sợ là con Saiya tiến sau bị Irena đâm chết rồi. Quyết định quay người trở lại, ép cho mid đối phương phải flash chạy để giữ mạng cho con Saiya. Và vừa rồi thì rồng thuộc về cho con cá thớt anh em nhé. Zavan lấy mạng cá thớt nhưng mà cá thớt chết nó vẫn có khúc cổ hồn. Tốc biến lên bổ R với 484 sát thương chuẩn. Vì chỉ lấy được 2 stack trên người của Irelia mà thôi. Đánh tay W nhưng mà quy gì đối phương flash chạy rồi. Pha này nếu mà flash lên đánh tay một đòn trước khi R, tôi nghĩ là có thể sẽ reset được chiêu cuối luôn á. Sau đó là một pha đắc thắng hồi máu lại sau cú double kill của cá thớt. Chỉ là vừa kéo E thì đối phương kích nội tại mất rồi. Nếu như cái nội tại của Kai'Sa nó không được đưa ra kịp, sao chúng có thể EQ hồi máu lại và biết đâu lại có thể sống sót được. Nhưng không sao, đây là tình huống đổi vẫn rất là lời rồi. Quét sạch với ba mạng của đối phương và có rồng cho ca thớt thì không phải là tình huống trao đổi quá tệ. Vẫn ok ha. Dây sống thì nó tiếp tục được farm và nó có mạng thì ít nhất là con dây này cũng có tác dụng. Không đến mức là một con dây vô dụng tại thời điểm này, vẫn có sát thương nhá. Quyết định là mua hai mảnh của trang bị mặt nạ. Mặt nạ vực thẳm. Chưa phải là nâng cấp lên khi mang ra đi. Thấy có vẻ Kai'Sa bắn đam AP cũng nhiều rồi đó. Cũng hơi đen là pha giao tranh vừa rồi thì cấp độ sao cho mừng nó chưa đạt đỉnh là cấp độ 16. Cấp độ 16 thì nó sẽ tối ưu sát thương chiêu cuối hơn một chút. Nhưng bên phía team 1 thì mình đang cảm giác là không có một cá nhân nào đến mức quá quái vật cả. Và vì ván này Saiya vẫn có đang tiến sau nên là đánh theo dạng cover tiến sau thì mình nghĩ là vẫn dễ chơi hơn. Vì thực sự là không có tốc hành, muốn bắt vào tiến sau đối phương khó quá. Đánh bây giờ đúng như kiểu là một chống chịu tuyến đầu và hỗ trợ để Saiya được chơi á. Và nhìn con Darius đứng kế bên con Saiya như vậy đối phương cũng sẽ rất rén nhá. Như các bạn thấy là vừa rồi sao chúng quay lại cover và phát thôi là Irelia flash chạy liền rồi. Bởi vì đứng kế bên con Saiya như vậy thì Saiya sẽ có đam, sao chúng sẽ có đam dứt điểm. Đối phương không có một chống chịu đủ khỏe để có thể bơi vào trước Darius cùng với Saiya cùng gây sát thương. Kiểu kiểu như vậy. Rồi, ca thớt lách kéo rất là tốt rồi. Sau đó thì Big Rank cực yếu đi bộ lên dập R được hay không? Dập R thành công với 400 sát thương chuẩn. Nhưng rất tiếc là tình huống kéo E của Sachumung lại là tình huống kéo E hơi với tầm. Đam dứt điểm đó anh em à. Đây chính là đam dứt điểm mà tôi đã nói ở trước đó với cấp độ 16 dành cho Darius. Tiếp tục có đánh nhau. Rengar phải flash chạy ra van kỳ kích và đại đế chấn 3 người. Đại đế chấn né luôn cả tình huống kéo E của Sachumung, quy rìa thành công. Và sau đó WR chăng. Đối phương nằm xuống mất rồi. Dập tạm cú chiêu cuối vào người của... 1200 đam chuẩn ở cấp độ 16 các bạn ơi. Với 5 stack đó là 1200 đam chuẩn anh em nhé, quét sạch luôn rồi. Baron chắc chắn sẽ thuộc về team sao cho mừng cho tình huống này. Pha này thì kéo E trượt con Zavan nhưng mà quy rìa trúng. Zavan chết nhanh quá, không lấy kịp 5 stack từ Zavan. Nhưng không sao, Rengar hết flash ha. Đùng. 651 sát thương chuẩn. 5 stack với tình huống W và người đối phương và 1000 máu của Irelia đi luôn. Ván này là có 2 đồ đam thôi anh em ạ, chỉ có 2 đồ đam thôi. Đó là Sojin cùng với búa rìu. Ở chiều cuối 1200 sát thương chuẩn rất điểm vẫn là rất tốt. Để cho bộ đôi Carthus và Alista ăn Baron, còn Sachemon sẽ đẩy khu đường giữa. Đối phương sẽ hồi sinh con Big Rank nhưng mà một mình con Big Rank ra thì chắc là không có áp lực gì cả. Đợt lính với một con xe to có Baron. Bộ đôi Kai'Sa và Rengar cùng với Zavan nữa thì di chuyển ra không kịp. Một mình Big Rank không làm được gì cả. Nhưng mà sao chúng tôi quyết định lánh an toàn rồi. Cái nhà lính này ăn sau cũng được anh em ơi. Về lấy đồ sau đó thì cả team di chuyển vào là ăn cái nhà lính được dễ dễ lắm. Ăn trễ hơn một chút không sao cả. Mặt nạ, khiên băng. Quyết định không mua dược phẩm mà mua một viên hồng ngọc. Bốn trang bị lớn rồi. Sức chống chịu với 4k mốt máu. Cực kỳ nhiều máu đó các bạn. Cái cây Soji này là một trang bị thực ra là cộng sát thương không nhiều bằng so với các trang bị khác. Những trang bị semi khác thì nó cộng nhiều sát thương hơn Soji. Nhưng mà Soji thì nó được cái là lấy số lượng bù chất lượng. Nó là trang bị cộng rất là nhiều hồi chiêu.
Pha này không có tốc biến đến từ Sao Cho Mừng, nhưng Alistar combo thành công, Kai'Sa tốc hành chạy được. Sao Cho Mừng kéo E hơi trễ cho tình huống này. Zavan tới nhưng không dám kỳ kích. Kai'Sa như vậy là vẫn sống được. Khúc cầu hồn vang lên và Kai'Sa liệu là có chết hay không? Kai'Sa chết rồi. Ok, ok. Một pha bắt lẻ thành công xạ thủ đối phương đến từ team Sao Cho Mừng, và liệu rằng có endgame được hay không? Rengar đang đẩy khu đứng trên và cần phải về thôi bạn. Irelia lúc này cũng sẽ không dám đẩy quá cao và sẽ là tình huống kết thúc ván đầu đến từ team Sao Cho Mừng. Một pha dồn sát thương vào Big Rank, chiêu cuối luôn trang. Chiêu cuối lấy 5 stack dành cho Sao Cho Mừng và sau đó tiếp tục dồn sát thương với 5 stack nội tại, nhưng sát thương là không đủ để reset chiêu cuối. Không sao cả. Đó là tình huống mà team Sao Cho Mừng bắt lẻ thành công Kai'Sa và hướng tới một pha kết thúc ván đấu tương đối đơn giản với pha băng thẳng vào giữa hai trụ vệ chính đối phương. Thậm chí là băng luôn vào bệ đá cổ để tìm kiếm cú quét sạch. GG. Vẫn có những cách xử lý của Sao Cho Mừng ở ván đấu này, với thứ nhất là một kèo không dễ với Rengar. Rengar cũng đã xử lý rất là hay trong việc là không để Sao Cho Mừng lấy 5 stack ở cấp độ 1. Nó không để Sao Cho Mừng lấy 5 stack đâu nha anh em nhé. Nó cứ đánh nhấp nhả, cấu rỉa, chờ hết stack nội tại của Darius nó quay lại PK tiếp. Và nó câu giờ cho Q nữa. Nó thả diều để nó lấy thời gian hồi chiêu Q rất là tốt. Nhưng kể cả là như vậy thì Sao Cho Mừng vẫn có thể xử lý thắng kèo 1-1 cùng với con Rengar và có được một pha solo kill ngay cấp 1 với đường chơi đối phương. Và sau đó thì đối phương gọi hội lên luôn. Đây là một pha xử lý mà Rengar cũng đã áp dụng khá là nhiều trick. Nói chung là đánh lên 1.6 triệu thông thạo, Rengar đi top ở cao thủ Hàn thì chắc là họ cũng đã đối đầu với Darius rất là nhiều rồi. Nếu bạn thấy là level 1 họ xử lý cũng không tệ đâu nhá. Chỉ là đen một chỗ là không đủ sát thương thôi. Thiếu vài máu à. Đó, chấp nhận dính 3 stack nội tại sau đó giật ra. Thả diều chờ hết stack nội tại quay lại tiếp tục Q và dồn sát thương. Sau đó thì đối phương hết Q thì đối phương đơn giản là câu giờ bằng tiếng nhảy ra lính thôi. Sao Cho Mừng tính Onin với 5 stack nhưng mà không flash được nha. Cái cú này mà flash lên là đối phương nhảy vào lính chạy là mình mất flash oan à. Chỉ đi bộ lên thôi nhưng mà không giữ được 5 stack. Đối phương chờ hết stack, sau đó đối phương quay lại tiếp tục chờ hồi chiêu Q. Chui ở bụi cỏ mất sai Sao Cho Mừng. Nhưng vẫn đứt kịp một cú ha. Sau đó tiếp tục đánh tay Q tới từ Rengar. Sao Cho Mừng đánh tay, flash đánh tay. Lính trả sát thương khiến Sao Cho Mừng còn đúng khoảng chừng dưới 10 máu. Nhưng vẫn có solo kill. Một quả solo kill thực sự là cực kỳ đau tim. Và pha này đã xác định là Onin rồi nên Sao Cho Mừng bấm bình sớm luôn. Bấm cái bình cực kỳ sớm để lấy máu tối đa cho tình huống này. Vẫn solo kill được ha. Tuy nhiên thì cái vấn đề của cái ván đấu này là các bạn thấy là mid lùng, mid cực kỳ lùng. Thiêu đốt thì không có tốc hành. Lên búa gì sát thần để ăn thua với Irelia cùng với Rengar thì lại không có chỉ phản kích để xử lý trong teamfight. Cái chỉ phản kích nó vừa cộng tốc độ di chuyển, nó vừa cộng tốc độ đánh để lấy 5 sách dễ hơn, nó vừa cung cấp một khả năng làm chậm nhẹ nhẹ, và nó vừa cung cấp khả năng đẩy đường rất là tốt bằng cái kích hoạt của nó nữa. Nhưng mà ván này bắt buộc phải lên búa dìu vì đường trên đối phương là một con Rengar, rồi mid đối phương là một con Irelia rất là xanh. Thì vào giao tranh con Darius này sẽ rất là tù. Nhưng mà cái tù đó của Darius được Sao Cho Mừng giải quyết bằng việc lên trang bị và đổi lối chơi. Thì bình thường các bạn sẽ thấy là những giao án của Sao Cho Mừng đánh con Darius này sẽ là giao án mà thọc thẳng vào tuyến sau đối phương với tốc hành. Và những AD như là Kai'Sa như thế này mà gặp Darius tốc hành nó dí trong teamfight cực kỳ khó đánh. Nhưng mà nó dí trong teamfight bằng cái chuyển phản kích thì nó mới ghê thôi. Và tốc hành nữa mới ghê thôi. Còn dí bằng cái búa dìu thì thực ra là sẽ hơi đủ một chút. Thì Sao Cho Mừng chuyển lối chơi của mình thành một con Darius đánh theo dạng là chống chịu tuyến đầu và cover cho AD. Chuyển thành một dạng hỗ trợ thứ hai trong team. Và đứng kè kế bên Saiya cho những tình huống giao tranh để đảm bảo là Saiya được chơi. Như đây là một tình huống như vậy. Có định thói quen là thọc ra tiến sau rồi đó. Nếu như đây là một pha tốc hành thì mình nghĩ là đã xử lý khác rồi. Nhưng mà không, quay lại cover AD, người đang bị tấn công bởi Irelia. Vì mình có nhiều sát thương và mình cũng có CC nữa. Nên là mid, nếu như pha này dồn con Big Rank này nhiều khi là con Saiyan bị con Irelia đâm chết rồi. Và nhiều khi flash lên dứt điểm được Big Rank, sau đó thì không có flash để truy đuổi vào Irelia hay là Kai'Sa bị nó thả diều nhiều khi cũng chết à. Là một sự bất lợi không hề nhỏ khi mang theo thế đốt nha. Trong việc xử lý team pha, nhưng mà vẫn xử lý được. Vẫn có những cách để có thể xử lý linh động con Darius này và vẫn có được chiến thắng cuối cùng. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào những gian khác của Sao Cho Mừng tại Rank Hàn nha. Bye bye.